Nhật Bản ông Taro Takeuchi tự bôi chocolate ra quần rồi đòi nhà hàng bồi thường vì để bàn ghế bẩn. Người đàn ông thất nghiệp 52 tuổi này đã bị cảnh sát thành phố Tokyo bắt giữ về hành vi lừa đảo vào cuối tháng 2. Nhà chức trách xác định, ngày 19 tháng 5 năm 2019, Taro phàn nàn với quản lý một nhà hàng tại phường Koto, thành phố Tokyo, rằng chiếc quần bị bẩn do quệt vào dưới mặt bàn. Theo Taro, chiếc quần này có giá 10.000 đến 20.000 yên nếu phải mua mới. Cuối cùng, Taro đã lừa được 30.000 yên tiền bồi thường từ nhà hàng. Hành động của Taro Takeuchi bị camera giám sát ghi hình. Video SNN. Tuy nhiên, qua trích xuất camera trong nhà hàng, cảnh sát phát hiện vị khách đã lấy chocolate từ trong túi quần và tự bôi lên quần và xuống dưới mặt bàn. Làm việc với cảnh sát, ông Taro thừa nhận hành vi và cho biết làm vậy nhằm mục đích trang trải chi phí sinh hoạt. Ông khai từ tháng 7 năm 2018 đã thực hiện hơn 100 vụ lừa đảo tương tự tại vùng Kyushu, Chubu và Kanto. Quốc đạt theo Tokyo Reporter's Blog Ads.